Ok, bây giờ từ 5 cái ảnh này anh sẽ làm một cái slider. Đầu tiên anh sẽ tạo trang index của mình này. Và anh sẽ lấy cái thư viện jQuery vào. Cái phần JS. Trên file của mình. Anh sẽ mở cái trang này lên. Slider. Anh sẽ nhúng file JS vào. FRC. Đó. Sau đấy thì anh sẽ đưa cái ảnh này vào giống như cái yêu cầu này. Đây. Mình sẽ dùng một cái thẻ div. Ở trong div này mình sẽ có 5 cái ảnh. 1.jpg. Chạy trang này lên. Đây, nhỏ quá nhỉ. Anh sẽ CSS một chút style cho cái div này. Đặt width cho nó bằng 800 này. Margin không pixel auto. Và anh sẽ đặt kích thước của ảnh cũng vậy. Image bằng 800 200 pixel. Ở đây cũng để là 200 pixel. Và mình sẽ đặt cái border cho thằng này. Đây, được chưa? Anh đưa các ảnh khác vào tương tự. Vấn đề của mình là mình chỉ show một cái ảnh lên thôi. Thì những cái còn lại anh sẽ để ẩn. Anh sẽ có hai cái button ở đây này. Anh giả sử là position related. Xong đây anh sẽ có một cái button ID là next. Cái là free. Mình sẽ CSS cho hai thằng này. Nó nằm ở trên ảnh đúng không? Thì mình sẽ định nghĩa cho thằng ID là next. Next. Có trang form bằng uppercase, position absolute, cách top khoảng 100 pixel đó, và cách right khoảng 0 pixel, 10 pixel. Cách trang decoration none.
Đây thì thằng nách của mình nó nằm đây, được chưa? Color màu đen và không biết là bông. Được chưa? Tiếp theo nút green này tương tự này. Thực ra chỗ này mình đặt class để kế thừa được thì đúng hơn. Bởi vì nó chỉ khác nhau mỗi thằng absolute thì được. À thằng right mới left. Đó. Thì mình có được cái thằng left này. À gì kế thừa rồi. Dạ. Nên mình không dùng chung ID. Trên một trang thì nó chỉ có một ID thôi. Đó. Ok chưa? Đây. Vấn đề của mình là ở dưới đây nó có danh sách các icon nữa đúng không? Làm như thế nào? Tương đương với 5 ảnh thì sẽ có 5 icon đúng không? 2, 3, 4 và 5. Mình sẽ đi định nghĩa cho thằng này. UL Margin 0 pixel, padding 0 pixel, width style là 5, position absolute. Đó. Thì mình sẽ định nghĩa đến thằng LI. Mình sẽ để kiểu là ở đây là inline. Đấy, cho nó nằm ngang hàng nhau. Về giờ sau đấy thì mình sẽ quy định nó cách left. Quy định thằng này cách left khoảng bao nhiêu này? Khoảng 350 pixel đây. Đó, và nó cách bottom khoảng bao nhiêu pixel? 15 pixel chẳng hạn như vậy. Đó, đây được chưa? Sau đấy thì mình sẽ background cho thằng LI. Padding cho nó 10 pixel. Border radius 5 pixel chẳng hạn. Nó kiểu như vậy. Ok chưa? Phong width. Vâng. Bây giờ giả sử là thằng đầu tiên đúng không ạ? Thì nó phải thể hiện active. Ví dụ như là anh để class ID là active đi. Chấm có ID là active. Có background là màu đỏ đấy chẳng hạn. Color là yellow. Ồ, vì chưa có thằng nào active đúng không? Nhưng yeah. mặc định là thằng này ban đầu class là active. Đây. Được chưa? Bây giờ mình đi viết JS cho nó. Đi xử lý next me pre thôi. Xử lý nó trước đã. Sau đó thì xử lý đến việc kích vào từng thằng này. Đúng không? Và khi next thì thằng này nó phải next thay đổi theo này. Mình làm như nào? Anh sẽ viết JS ở dưới này. Tạo file JS khác viết cho nó dễ.
slide.js. RC của mình sẽ bằng cái đường dẫn là JS này, slide.js đúng không? Mở cái file lên. document.ready. OK. Nó chưa nhận này. Trên là SRC đúng không? Nó chưa nhận này. Đó. Trong thư mục JS. Đó, ok chưa? Bây giờ mình sẽ làm này. Thì anh nhớ là anh có nói với lớp mình về cái thứ tự ấy. Ở trong thằng jQuery nó quy định là bắt đầu từ 0 đúng không? Đây này. Thì ban đầu khi mà anh nhấn next ấy, thì mình sẽ phải xác định là cái ảnh này đang ở vị trí thứ bao nhiêu, đúng không? Anh sẽ có một cái biến là thứ tự. Anh có một cái thuộc tính là số thứ tự đây. Bởi vì thằng HTML mình hoàn toàn có thể định nghĩa thuộc tính cho nó ở đây. Tên là gì cũng được. Thứ tự ví dụ là 0 này. Xem cách này đã có hay hơn không? Anh sẽ viết cái sự kiện next à, ừ, next này chưa. Khi kích vào next này. Chấm click. Sự kiện free này. Mình phải nghĩ xem có cách nào nó hay hơn. Đầu tiên các bạn cần phải xác định được là khi mới load vào trang như thế này này, đúng không? Nếu mà người dùng nhấn free và nếu mà người dùng nhấn next thì mình cần xác định cái gì đầu tiên, cái yếu tố gì đầu tiên, cái vị trí của nó, đúng không? Làm sao để xác định được cái vị trí của nó? Chắc chắn là dùng equi rồi, nhưng mà vị trí của cái thằng đang hiển thị cơ. Hình dung ra ví dụ nhá, ở đây này, thì khi mà lần đầu tiên mình load vào ấy, thì nó sẽ xác định là cái thằng ảnh này là thằng đang hiển thị, đúng không? Thì mình sẽ lấy được cái
vị trí này đúng không? Đây đúng không? Đây là cách thứ nhất. À đây, mình lấy được cái thằng này đúng không? Nhưng mình sẽ phải check là trong danh sách cái thằng IMG này này, thằng nào là thằng đang hiển thị và thằng nào là thằng đang ẩn. Đúng không? Đấy là cách thứ nhất. Có hiểu chỗ này không? Lần đầu tiên lót vào trang ấy. Cái này nó tốt được không nhỉ? Dạ. Nó tốt được. Đây, vấn đề nó là như thế này. Vẫn biết là mình có thể hoàn toàn có thể lấy dạng này đầu tiên được. Đúng không? Đúng. Nhưng mà ví dụ khi mình bấm vào đây, bấm vào 3 này. Đúng không? Sau đó mình nhấn đấy. Thì làm sao để biết là mình đang ở thằng 3? Mình có thể ép đi. Làm sao để biết là FP được không? Đấy. Thêm một cái thuộc tính ID vào đấy. Thêm một người của ID. Thêm thuộc tính ID đấy. Vâng. Để nhận ra. Ông mua mình lấy thử kiểu gì mà gọi mang tên vào đấy. Tức là lấy ra nội dung của cái thằng đấy. Vâng. So sánh. Nhưng mà vấn đề là có 5 thằng đúng không? Chỉ có 1 thằng hiển thị, chưa biết là vị trí đấy. Đâu ạ? Giả sử chưa có ai cần được. Nét là sao mình thấy là vị trí đó là ảnh thứ bao nhiêu để lấy vị trí ra. Sao mình đúng ngang lại? Không biết nó thuộc vào ID nào? Ảnh thuộc vào ID. Làm sao để biết là nó thuộc ID nào? Không hiểu vấn đề. Đấy, có phải là coi như là mình không nhìn thấy thằng ảnh bao nhiêu đang sử dụng ấy. Khi loát vào trang, khi mới loát vào thì chắc chắn là cái đầu tiên rồi đúng không? Thì dễ bắt rồi đúng không? Nhưng giả sử người ta nhấn vào cái thứ 3 này chẳng hạn. Đúng rồi. Đấy. Thì làm sao để biết là từ cái ảnh là thằng thứ 3 thứ không? Đặt ID không lấy thuộc tính vào gì? Đặt ID rồi làm gì ạ? Không, mình sẽ đặt ID xong rồi mình có cho nó một cái class chung. Khi gọi class đấy nó sẽ gọi là những đồng đến sử dụng cái class để gọi đến cái ID. Thì mình sẽ biết được nó là như thế nào. Anh này đang nghĩ khác. Tức là mình luôn luôn xác định được là cái ảnh nào là ảnh đang hiển thị. Ảnh nào là ảnh đang ẩn. Thì trong 5 thằng ấy thì luôn luôn chỉ có một ảnh là ở trạng thái là display đúng không? Còn những ảnh còn lại sẽ là trạng thái năng đúng không? Thì mình luôn luôn lấy ra cái ảnh có trạng thái là năng, là display. Thế nên ra được. Thì khi mà mình lấy được ra ảnh ở vị trí có trạng thái là display ấy, thì có phải mình lấy ra số thứ tự không? Đúng không? Ví dụ anh lấy được cái ảnh này, ví dụ anh kiểm tra là thằng này đang là display, thì anh sẽ zip chấm attr của thằng fpt này, thì có phải là lấy ra được không? Đúng không? Nếu mà anh phụ thuộc cái hành động đấy mà anh sẽ cộng thì là trừ. Thì nếu mà là hành động next thì sẽ là cộng lên đúng không? Còn nếu là mình đọc free thì sẽ là lấy cái giá trị hiện tại là trừ đi 1. Ok chưa? Còn mình sẽ kiểm tra cái đầu cuối của nó, nếu mà cái số thứ tự của cái ảnh mà đang hiển thị là không thì là đến free. Đến free thì nó sẽ không làm gì nữa. Cái nào đấy đúng không? Còn nếu mà thằng này nó là cái cuối cùng thì mình sẽ nếu nhấn next thì nó cũng sẽ không làm gì nữa. Không hiểu không? Còn đấy là cái cách để mà làm ngắn gọn nhất. Là luôn luôn lấy ra cái thằng đang hiển thị này. Lấy ra thằng đang hiển thị và lấy được cái số thứ tự của nó. Lấy được số thứ tự của thằng đang hiển thị. Đúng không? Nếu cứ next thì sẽ cộng 1. Và free trừ 4. Anh gọi cái thằng ATR đến cái style nếu còn giống thì thằng này style của nó sẽ là bằng block đất mục sâu, nhưng mà khi anh kiểm tra nó sẽ block. Có ai nghĩ cái khác nữa?
không có cái thời gian vào vòng biến vòng mạng thì nhau có thể vô bách con bách, nhưng mà em vẫn phải sử dụng cái cơ chế để mà trách cái việc làm con bách thì chỉ là để lát nữa nó chạy auto thôi, mình không phải nách nữa, nó vẫn tự động nó nách. Đây là mình ngay lần đầu tiên vác vào đó, thì mình phải biết là ảnh nào đang được sâu, ảnh nào đang được sâu trong danh sách các ảnh này thì mình nhảy ra chính nó đó. Sau đó khi nách thì mình sẽ xử lý cộng trừ, và ở đây nữa khi nách thì mình cũng sẽ đi active cho những thằng ở phía sau này. Ok chưa? Thế bây giờ để kiểm tra trạng thái của một cái thẻ đang sâu, nó là cái thuộc tính nhá. Variable. Query starter này. Thì các bạn có thể dùng cái thằng này để check xem là cái này đang ẩn hay là hiển thị. Đây có thể dùng CSS như này hoặc là nó có một cái thuộc tính hay hơn. Đây. Đây mình sẽ dùng thằng này đi. Thì khi mà vào trang ấy, ở cái hành động next này thì mình sẽ đi duyệt qua tất cả các ảnh là img đúng không? Chấm x này. Function này. Đây, đúng không? Mình sẽ lấy ra được cái vị trí của cái thằng mà mỗi lần chạy qua đây có phải là mình sẽ dùng được cái thằng zip này không? Là chính nó đúng không? Chấm invisible này. Nếu mà cái này á là true, nếu của cái này thì viết như này có nghĩa là nếu nó là true, ok chưa, là nó đang hiển thị ạ. Trái lại nhé để mọi người hiểu chỗ này là alert sau alert. Đó, nó đang là sâu đúng không? Thì chỉ có một cái sâu, còn đâu tất cả là hai này. Nhìn thấy chưa? Bốn cái còn lại là hai đúng không? Nhưng mình cần lấy ra thằng đang sâu trước. Bởi vì mình muốn ẩn cái thằng sâu đi và cho cái thằng tiếp theo hay là thằng phía sau đấy ẩn ấy hiện mà, đúng không? Thì đây, mình sẽ lấy ra này. Nếu là hai này. Nếu là sâu thì anh sẽ lấy ra được cái số thứ tự này. Anh tạo ra một cái biến ở đây là số thứ tự. Và số thứ tự. Và anh sẽ gắn. Ban đầu anh để là 0. Không cần. Thì lúc này anh sẽ gắn cái số thứ tự bằng cái zit này chấm attr của cái số thứ tự đúng không, của cái thuộc tính này, đây này, của thằng này thì mình sẽ lấy ra được là 0. Alert cái số thứ tự này ra đây, nhấn next này, đây, ok chưa? Đó, thì câu hỏi nếu mà mình nâng thì chắc chắn là mình sẽ tăng nó lên 1 đúng không? Thì mình sẽ làm như nào? Thì mình sẽ ẩn nó đi. Mình sẽ ẩn tất cả những thằng img đi. Đúng không? Chấm 2. Đây đúng không? Ví dụ là anh ẩn nó đi. Tuy nhiên thì mình sẽ hiển thị
cái thằng img có số thứ tự .eq. EQ thì anh sẽ tăng cái số thứ tự này lên này, là cộng thêm một, anh đặt một cái biến là next bằng số thứ tự cộng một, đây được chưa? Thì có phải là khi nhấn next thì nó sẽ tăng lên, nó sẽ gọi đến cái thằng ảnh có vị trí là một không? Không này, thực ra là mình có thể chuyển kiểu luôn. Đây. Thì mình sẽ gọi đến thằng này. Nó ẩn tất cả các ảnh đi rồi đúng không? Nhưng mình sẽ show ra cái thằng có vị trí là next kia. Đúng không? Đó. Thì chấm in đúng không? Đây. Đó. Thì nó ẩn và nó sâu, hiểu chưa, hiểu ý đồ chưa? Đó, tiếp theo đối với thằng pre thì tương tự đúng không? Thì có phải công việc này là công việc chung không? Mình sẽ đưa nó ra ngoài. Đây. Đây. Thì anh luôn luôn lấy được số thứ tự ở cuối này đúng không? Đó. Còn đối với thằng free thì như nào? Mình sẽ chờ nó đi một đúng không? Thì đây sẽ là free này. Chờ chờ. Đây. Thì đây sẽ là biến free. Được chưa? Đây sẽ thử lên. Thì anh nghĩ là cách này là ngắn nhất. Sao nó delay lâu thế nhỉ? Không để delay nào nó không delay. Sao nó có cái tên đang phản định của cái thằng. Sau có xử lý cái này đã. Next này. Next này. Free này, quay lại đây đúng không? Nhưng mình sẽ kiểm tra là đây. Đó, đến khi nó về bằng 0 ấy, thì nó xảy ra cái việc này. Không, nó đang tính bằng âm rồi này, nên là nó sẽ không chạy nữa. Hình dung ra chưa? Thì mình sẽ phải kiểm tra là khi nào nó bằng 0 ấy, thì mình sẽ không làm gì nữa. Thì đối với thằng next trước đi, khi mà nó bằng bao nhiêu? Không phải lấy 5 bằng 5 đúng chứ. Mọi người muốn chạy quay vòng à? Đúng rồi. Cũng được. Em thì em đang muốn để dừng. Ở đây nhá, mình sẽ chạy này. Alert cái next này lên. Alert cái nút next này. Một này, hai này, ba. Và nếu chạy đến đây đúng không? Nếu bằng 4 rồi mình sẽ làm gì? Đấy, trường hợp nó lớn hơn 4 đúng không? Làm sao để mình biết là nó lớn hơn 4? Đấy, không, mình sẽ tính tổng số. Tính tổng số ảnh đang có thì sẽ lấy ra được cái số cuối cùng. Thì ảnh đấy là gần cuối cùng nó cộng 1. Hoặc là cách thứ hai là mình sẽ lấy img này chấm lát img chấm lát chấm attr, hình dung ra chưa? Thì mình sẽ lấy được thằng cuối cùng và thằng đầu đúng không?
thì đây một chút thôi. Thì ví dụ như mình sẽ lấy thằng MIMG đây sẽ là IMG đúng không? Chấm last không viết như này được, rồi chấm ATTR của số thứ tự, thì có phải mình lấy ra được cái thằng alert lên, alert cái thằng animate này. Undefined lát ở ngoài đi không, lát như thế này là nó cũng hiểu đấy đó. Ok chưa? Còn thằng đầu tiên start đi. Mọi người vẫn hiểu cái giải tuần này chứ? Đây thì đây sẽ là cái gì? First. Đó. Thử này. Mới đầu vào cái là nó sẽ lấy ra được hết rồi. Đó được chưa? Thì đối với thằng next này khi nào thì mình sẽ bắt đầu set nó về không? Khi mà cái next này này nó lớn hơn cái thằng thằng n image đúng không? Mình kiểm tra này. Nếu mà thằng next tăng nó lên trước đã. Nếu mà thằng next này này mà nó nhỏ hơn thằng animate thì nó vẫn tiếp tục được chạy đúng không? Thì nó sẽ thực hiện công việc này. Thì mình sẽ để như này hay hơn, nếu lớn hơn thì mình gán luôn next nó về không đó đúng không? Thì có phải là lúc nào mình cũng chạy được cái giá trị next này không? Hình như chưa? Mình chạy thử lên 1 này, 2 này, 3, 4 này, 5 này. Đấy, quay về ban đầu. Dừng rồi này. Alert. Không, số thứ tự thì không thay đổi. 1 này, 2 này, 3 đến 4 vẫn chạy này, đến 5 này thì nó sẽ về thằng đầu tiên đúng không? Là không à. Đấy thì nó sẽ sâu ra thằng đầu tiên. Không đây. Như cái next tiếp theo nó không tăng này. Nhìn thấy không? Tuy nhiên thì cái next tiếp theo nó lại không tăng. Vẫn là không. Mình gán cho nó bằng không. Mình gán hết rồi. Nhưng mà vẫn phải có L ở đây. Một này. Hai này. Bốn này. Về đầu đúng không? Nó tăng 2 rồi. Cái này không phải đâu. Phí thế nhỉ? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Cái này là 5 này thì nó về 0 này. Anh thích cái này thì cái nét có bằng 5 nhưng mà nó tổng cộng là thành 6 thì nó cũng để về 0 nó không sâu. Cái nét bằng 0 này. Cái nét ở trên cái nét mà lớn hơn phải lớn hơn cái cái bộ cái dưới anh phải cho cái next cộng cộng slabook để dùng cái L đúng rồi. Khi gắn lại thì anh gắn lại không rồi nó không cộng được cái next cộng cộng thì nó sẽ chạy trước đưa vào L đúng không?
dưới đưa về L. Không, anh nghĩ là đưa về L á. Thì đúng hơn. Bởi vì nó khi nó bằng không ấy. Nhưng mà nếu mà chạy như này lần đầu tiên chết. Bởi vì lần đầu tiên mình đã gắn cho nách bằng cái gì đó. Đúng không? Anh gắn nách ở ngoài. À, ở ngoài anh gắn nách rồi. Đây 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 đây. À chưa. Chưa hề có nách. Cái click đầu tiên là không làm gì này. Nhìn thấy không? Nhưng bắt đầu từ cái click thứ hai thì nó hiểu này. Chỗ này thế này không được đâu. Xử lý lại. Alert the sand. Much. Ban đầu này. Sao nhảy đến 2 luôn nhỉ? Anh đẩy 2 lần tăng. Ừ, đây. Thở mai cả. Nách mặt không có cách như là tăng 1 lần. Cái này thì là được đấy, nhưng mà nó giờ là ban đầu nó chưa lấy được nách. Anh thử ép kiểu luôn ở ngoài. Nách bằng file của cái SSD. Tại vì ban đầu chưa có nách rồi. Thôi làm cái này đơn giản. Anh cho cái nách ở ngoài bằng không. Xong rồi ở trong anh cho nách không, không, từ từ. Anh nghĩ là chỗ này mình xử lý cái vòng này của nó thôi. Được rồi. Ban đầu vào này, nếu mà lần đầu tiên lót vào này thì sẽ có nách. Của cái thằng start image này. Cộng 1 này. Đó, start image. Mỗi lần click thì mình sẽ lấy ra được cái thằng
Available này đúng không? Số thứ tự. Một này. Cái logic này vẫn là đúng nhất, nhưng mà mình check được cái thằng quay này. Tự nhiên lại ngơ chứ không? Nách bằng 5 bằng anime vậy. Thì mình sẽ gán cho nó bằng 0. Đây sẽ là nách đúng không? Vâng. 1 này, 2 này, 3. Nếu bằng 4 thì lúc này nách bằng 0 đúng không? Vấn đề là nếu nó bằng 0 rồi thì mình lại chỉ có cơ chế tập nữa. Bằng 0 chạy qua đây thì anh nghĩ là khi chạy qua đây á, chạy ngược lại thì nó phải phải cộng chứ nhỉ, phải tự cộng chứ nhỉ, hơi vô lý nhỉ. Anh đang chưa hiểu lý do vì sao ra 5 ở đây được. Ra 5 đấy là do để hai dấu cộng bằng trước NT và bằng NT đây này. Khi mà nó gán bằng 0 ấy, thì lại chạy vào đây lần nữa. Không, nhưng mà cái anh để hai dấu cộng trước FTD kia thì FTD vẫn thay đổi. Hai dự án lớn FTD ra nó. Được rồi. Cái đấy là thay đổi FTD trước rồi. Cái này nó như là cái vòng quay á. Cái mỗi lần click này nó như vòng quay á, chạy qua một vòng này, xong nó ra ngoài này, xong lại chạy từ đầu này. Vấn đề là lúc nó chạy gán cái này bằng 0 ở đây này. Sau đó nó ra ngoài và nó chạy lên trên thì lại nhận thằng này. Và thằng này lúc này thì nó khác với thằng này rồi. Nếu mà nó bằng thì mình gán bằng 0. Cộng. Nếu mà nó tăng rồi nó mới ăn được 0 quá, anh nhảy đến 5 chứng tỏ là cái FTT này nó ảnh hưởng giá trị của nách. Anh ăn lớp ra nách đúng không? Nách còn 4 không? Xong rồi nách còn 0 đúng không? Anh đúng, đúng. Thì khả năng là do là FTT kia nó đúng không cộng trước rồi. Mình phải thay đổi thằng FTT mới đúng. Đúng không? FTT bằng 0. Đây. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. Rồi FTT sẽ phải là về 1. Đúng không? Đúng đó chưa? Đi tiếp này. Đi tiếp này. Đúng rồi đấy. Trời ơi, lên đây này nó lại gán lại, gán lại mà thằng này có thay đổi gì đâu đúng không? Bởi vì mỗi lần nó chạy qua thằng này này, nó sẽ đi qua ra ngoài nó lại chạy vào thì thằng này nhận trước. Nhận trước không thỏa mãn điều kiện nên nó không rơi ở đây đúng không? Đó. Ok nhá. Tương tự đối với thằng dưới này thì sao? Thì sẽ trừ nó này. Đây đúng không? Mỗi lần mình sẽ trừ
Và nếu mà thằng free này bằng 0 đúng không? Bằng cái start đúng không? Đây, đúng không? Thì mình sẽ gán thằng STT này bằng gì đấy? Bằng cái giá trị lớn nhất đúng không? Đây đi, được chưa? Bằng tưởng là start lớn hơn. Hả? Không, nếu mà nó là 0 ấy, mình nhấn free mà thì nó ra thằng cuối cùng. Cho nên đang hỏi là thấy là khi lên bằng bằng em thì lên ở trên thì lên thế ở trên đi ở đây bằng. Thế nào thì nếu mà nó không bốn thì nó sẽ không sâu về nếu mà nó để nuôi được không và bị mất một cái ảnh cuối cùng thế nghĩ nó phải lớn hơn. Nhầm ở đây phải là lớn hơn mới đúng. Bằng 4 nó vẫn là cái cuối cùng. Đúng không? Cùng nhiều nhảy không luôn. Đúng rồi nha. Thì cái này ở đây nếu mà bỏ cái alert này. Ở đây thì mình sẽ xét là nhỏ hơn cái start image này đúng không? Nhỏ hơn đấy nhỉ? Chỗ này nhỏ hơn thì có đúng không nhỉ? Đó là 0. Free nữa. Đúng rồi đấy, trừ vậy thì nó sẽ âm 1. Đây, chạy nè. Đúng rồi, 5. Nó có nhiều người đang cắt. Ừ. Bằng là đúng rồi. Bởi vì bằng 4 là cái cuối cùng rồi. Thì nó tăng thêm 1 nữa thì là nó về cái thứ 0 rồi. Đúng rồi đấy. Đây này. Thế khi nó bằng 4 đây đúng không? Thì nó phải về 0. Chờ nó bằng 5 nữa thì nó không có cái nào là 5 cả. Đó. Thấy chưa? Free. Đấy. Đây. Ok chưa? Cái này hiểu chưa? Bài toán như thế mà cả lớp nghĩ mình nghĩ. Đây. Bây giờ mình xử lý là vấn đề khi mình kích vào đây này. Đúng không? Thì thằng này nó cũng ách tiếp theo này. Đó. Thì làm sao để cho nó ách tiếp theo? Thì vẫn dựa vào cái thằng tham số next này thôi. Đúng không? Thì ban đầu nó là ách tiếp gọi đến thằng ID này. À gọi đến thằng LI. Đúng không? Mình sẽ remove class. Sử dụng những cái hàm trước mình học thôi. Remove class ách tiếp. Đây đúng không? Chạy thử nhé. Nếu mà mình next lên này thì thằng LI có class active sẽ bị xóa đi. Đây đúng không? Và cái thằng LI tương ứng có số thứ tự bằng next ấy. LI đây chấm .eq đúng không? Với vị trí là next thì mình sẽ làm gì? S class cho nó bằng chính tên là active. Đây đúng không? Thử nhé. Ừ, cho về 2 nhỉ. Cái ảnh nó để sai mà. Nhưng mà chỉ số của cái anh để là 1245 không? Không, chỉ số anh bắt EQ này đến là bắt đầu từ 0. Tại vì ngay bước đầu cộng cộng nó tăng gấp 1 rồi. EQ thì thêm. Đây. Có lẽ là chỗ này mình nên chuyển kiểu dữ liệu đi. Vì nó cộng đặt cái tôi mà nó tăng gấp 1 thì tăng chưa thôi. Tăng tiếp gấp 1 lần nó làm tiếp mà. Cái ảnh mình nhìn cũng có ảnh bên nhảy xa rồi. Ở chỗ này mình sẽ chuyển kiểu dữ liệu luôn ngay. Đây này, ở đây này. Nó sẽ là cái gì? Ba xe in đúng không? Ba xe. Đây thì thằng này nó sẽ chuyển kiểu này. Thì đây mình chỉ cần cộng bằng thôi. Đây thì nó tăng lên 1 đúng không? Ở dưới đây tương tự cũng là trừ đi 1. Có lẽ là hợp lý hơn. Có rất là
biết là khám nick. Em đã từng sử dụng cái fast in và không dùng độ bằng trong một vấn đề trước. Không cần nách nữa. Số thứ tự. Anh thì anh hiểu vì sao nó bị như vậy. Vì thằng next mà khi mà các em khai báo như này ấy, kể cả ngôn ngữ nào vậy, cộng bằng luôn như này thì trước hết phải khai báo thằng này trước thì nó mới hiểu. Chạy xem nào. Một này EQ của một. Oh sorry đây. Một này. Ơ sao ra ba nhanh thế. 1, 3, 5. Cùng còn nó bị nhảy 2. Tiếp tục làm tiếp bằng. À nó chạy xuống dưới đây. Chạy xuống dưới đây. Nhìn thấy không? Đây. Estimate. Quay trở lại một kia. Số thứ tự là 0. Next cũng bằng 0 luôn. Đúng ảnh nhỉ. Một. Mình khai báo ở ngoài này luôn luôn nhận từ bên ngoài. Thank you.
lên 1, lên 2, lên 3, lên 5, về 0 đúng không? Phải về 0 mới đúng luôn. Thì đây nó lại lên 1 thì nó thành ra rơi thằng 2 rồi. Sau đây lại về 0 nhỉ? À, lên tận 1 này. Có ai hiểu vì sao ở đây đặt bằng không bằng trừ một không? Vì nó tăng. Bởi vì trừ một đến khi nó cộng cộng đúng không? Cộng cộng. Vào bằng không là vừa đúng không? Tăng lên như vậy. Đây. Ok. Nói chung là sẽ có cách xử lý hay hơn á. Nhưng không muốn nghĩ. Thì thằng này. Đối với thằng free này thì sao? Mình sẽ alert cái thằng copy thằng li này xuống đó. Đây. Thì nó sẽ chạy dựa vào cái thằng li biến lại là preview không này. Thì nếu bằng không ấy alert thằng preview lên alert xem nó sẽ là bao nhiêu thì nó sẽ phải là 5 đúng không? À nó sẽ phải là 4 đúng không? Đấy, nó đang không hiểu này. Brand trừ trừ đúng không? Đây trừ 1 này trừ 2 trừ 3 trừ 4 trừ 5. Đó. Mình sẽ phải xử lý ở đây là nếu mà nó là 0 thì nó sẽ phải ra trừ 1 đúng không? Trừ 1 nhỉ. Alert pre, nếu mà pre này bằng 0 đúng không? Thì số thứ tự sẽ là 4. 4 sau đó nó sẽ gán cho thằng pre này trừ đi này. Số thứ tự. Này. Không là quan lắm. Sao mà hàng chiều vậy? Nhưng mà sao ảnh thử khác ra nó không phải là tên là 123 đúng rồi. Đánh là tên ảnh. Thì ảnh trong này mình lấy từ DP. Mọi người check tại sao ở đây cái số thứ tự này lại là ảnh ABC CDS gì đó, sao xác định được. Anh không hiểu. Bây giờ chưa học về DP thì tốt là hiểu một ước được thôi. Đó người anh sẽ tự cái giải của anh là số thứ tự đấy. Không thể là 5 hay là 6 giờ. Là cái số thứ tự thì mai sau không thể là 5 hay là 6 giờ. Tên ảnh của anh trên đó mới lên lên thì nhưng mà trong giờ trong này anh cũng thể là có mấy cái nói từ từ tập trung vào bài này đã, tập trung vào bài này đã. Ở đây số thứ tự đang là 0 đúng không? Tại sao anh ăn lớn số thứ tự đây lại là ra trừ 1 nhỉ? Vì nó đã là không thì nó trừ rồi trong vòng đấy mà. Thì trừ đi 1 thì nó anh lên ra trừ 1.
trên chỉ vừa với lại chỉ biết. Nhưng vấn đề là ở đây anh đang kiểm tra là nếu mà số thứ tự này á, nó bằng 0 này. Mình sẽ gán nó bằng 4. Ban đầu nếu mà nó bằng 0 thì cái số tự nó phải là về 4 đúng không? Về 4 sau đấy thì mình sẽ gán vào ri bằng số thứ tự. Trừ 1. Đây. Được chưa? Bỏ cái alert này. Một, hai, ba, bốn, năm. Đây, được chưa? Chỗ này mọi người hiểu chưa? Đây, anh xử lý như này. Đó thì nếu mà anh xử lý email như này thì sau này các em có thể thêm bao nhiêu thẻ biết vào là tùy ý. Thì vẫn đều được. Hình như chưa? Ở đây mình nên để là cái n image cộng 1 này. Và trên này sẽ là, thì mình sẽ, sau này mình thêm thẻ vào để thoải mái này. Và sẽ là start image trừ 1. Và trên mình cũng nên chuyển ở kiểu, không phải chuyển kiểu đây thành kiểu số thì nó sẽ không bị. Ok chưa? Next. Đó. Được chưa? Có xong gì? Vẫn có một trường hợp bị nhỉ? Gì với em hả anh? Anh chỉnh rồi được không? Anh nghĩ là ok đấy. Đây, bây giờ anh sẽ viết cho cái trường hợp là nó sẽ tự động chạy. Thì bản thân là khi mình viết ấy, thì mình sẽ luôn luôn bắt cái sự kiện next này bằng cái hàm này anh gửi cho bọn em ấy. Chính là cái hàm internal ấy. Thì mình dùng cái hàm này. Đây. Thì mỗi lần anh chạy đến hàm này anh sẽ gọi như này. Và xong đây này. Sau một giây đi thì nó sẽ next này. Thì mình sẽ sự kiện là click đến thằng next. Có ID là next.click. Đây như này. Ok chưa? Chạy thử nhé. Set interval. Đó. Kiểu như vậy. Được chưa?
Thì bài này chủ yếu là mình xử lý được cái nút next với nút free thôi. Thế là xong rồi. Lần sau này khi mà lấy dữ liệu ra thì mọi người chỉ cần đưa những thằng này vào for x thôi. Nó có một cái biến đếm từ 0 cho đến n không giới hạn. Đó, thằng này thì cũng không cần đếm gì cả. Đó, đây là mình làm nó xử lý được cho mọi trường hợp. Ok chưa? Trường hợp mà nó tự động chạy. Đấy, tự động chạy đây này, vẫn thế. Cứ DB đủ ra là nó chạy thế thôi. Thế bởi vì cái trường hợp tự động chạy ấy, bản thân của nó mình nhìn thì là mình thấy là nó tự động, nhưng bản thân ở đây này, đọc ở đây này, mình sẽ thấy là bản thân của nó là click vào thằng next thôi, và thằng next là quay trở, ý nghĩa là thế. Rồi đây đây, còn thằng này thì nó có ý nghĩa là nó sẽ gọi cái hành động này xong một thân, được chưa? Hơi đuối này. Nhưng mà anh nghĩ là bài này sẽ còn có cách hay hơn ấy. Một bài có nhiều cách giải. Như bài này là cái cách này là anh nghĩ nó hơi rườm rà nhưng mà sẽ dùng được cho tất cả các trường hợp. Đúng rồi. Thì anh được for từ lần đầu tiên không? For cái ảnh ra. Thế lấy dữ liệu ở trong DB lúc nào mình cũng phải chạy qua vòng lặp for mà. For không anh biết rồi. For anh for từ lần đầu tiên thì là sao anh để tránh được trường hợp đầu tiên là bị cái sai lên mà. À, anh xử lý được. Anh giả sử anh đưa dữ liệu này vào mảng nhé, làm luôn nhé. Chờ nó, giả sử cái thằng này mình lấy được từ database đi, khi ra mảng luôn, cho vào mảng luôn, không có lấy ra như thế nào, lấy ra được nhé, lấy cái ID đó. Thì bắt đầu đi mình làm gì không, kiểm tra thằng nào gì không thì click play và lock vào những thằng còn lại nhá. Mình không quan tâm đi tăng đến bao nhiêu đâu. Nói chung khi ra mảng mình lấy key thôi, key mà không cần key mình đặt cho một cái, lấy key được. Hoặc là đặt một cái biến để đếm được. Rồi. Được chưa? Đúng mà bài này về nhà có mỗi Ninh làm à. Quỳnh làm được. Cũng khá là ngạc nhiên. Anh nghĩ là lúc mà làm đấy. Làm kiểu làm bằng gọi giá đấy. Ừ. Em tra slide show thì thấy cái màn ghép đấy. À, chạy đâu. Anh hiểu rồi. Nếu mà làm như này của em ấy, thì cái số ảnh của nó mình làm tự động. Nó không tự động. Tại vì em chưa hiểu cái phần nó lấy trong đá lông hay là hay cái nào. Đâu anh xem có nhiều kiểu. Tại vì em chưa hiểu nó trong đá dây làm em. Thôi bây giờ cho một cái bài tập của người nói mình rất liên quan đến cái này. Cái này của em thì tích cực. Còn thì ra tôi giải quyết được vấn đề là khi gọi là tích cực có thể muốn đếm được cái tích cực lại. Ta cũng được. Nếu slide, nếu có slide cho tất cả cái ảnh vào xong rồi là deep vào đây làm gì cũng được. Trong cái deep, deep cho ảnh absolute được chưa? Trong rồi là chỉ em một cái thôi. Cái này cũng được. Cho ẩn tất được không phải vậy? Nhưng mà cái này không phải là chờ tất được không phải cái này là chỉ thay đổi cách mình không cần biết mình sẽ cái cho một cái ảnh hiện như thế này thì không phải là DB đưa vào để chạy trong GPU không, cái này là lên mà đưa vào tức là để chơi trên ảnh đây qua đây là theo dấu hiệu cũng được, cái này cũng được không mình thì anh ấy có thích cách của anh hơn, có cách của anh hay không? Cách này chỉ cái logic của nó ban đầu nó hơi nhì nhùng một tí nhưng mà sau thì cái này chỉ việc copy thôi, chỉ logic chỉ có mỗi chỗ này thôi. Cái này em anh làm xử lý tất cả các anh chỉ việc lấy ra đầu tiên thôi, với ảnh nó chỉ có 3 con cái thôi. Ok chưa? Bây giờ mọi người thử làm bài này đi. Anh sẽ lấy biết từ 0 đến 3 là được rồi.